Trong những ngày hè, thời tiết nắng nóng kèm theo mưa ẩm bất thường là cơ hội cho các loại virus, vi trùng sinh sôi phát triển, gây ra nhiều dịch bệnh và đặc biệt là các bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp, ăn uống và tiếp xúc cho người, nhất là đối với trẻ em. Tại khoa Nhi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên, những ngày này gần như chật kín giường bệnh do lượng trẻ nhập viện tăng cao. Theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên, trong hơn một tháng qua đã có 5.000 bệnh nhi đến khám, trong đó có 40% trẻ phải nhập viện điều trị, đặc biệt là các bệnh như tay chân miệng, tiêu chảy cấp, viêm phổi do nhiễm virus RSV, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Đối tượng nhiễm bệnh chủ yếu là trẻ em dưới 3 tuổi, đây là lứa tuổi có sức đề kháng thấp, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, khiến trẻ rất dễ nhiễm bệnh. Chính vì vậy mà các bậc cha mẹ cần có những kiến thức cơ bản phòng tránh cho con em mình. Để phòng được những cái bệnh lý về mùa hè thì các bà mẹ vẫn phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng cho các cháu, tiêm phòng đầy đủ. Và nếu mà xuất hiện những cái dấu hiệu liên quan đến bệnh lý, ví dụ ho, sốt, nổi ban, lòng bàn tay bàn chân, loét miệng thì nên đến các cơ sở y tế để khám và điều trị.